chuyến tham quan căn cứ tại địa điểm không được xác định, diễn ra sau khi cuộc tập trận quân sự kết hợp hàng năm của lực lượng Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu vào thứ Hai mùng 4 tháng 3 ở miền Nam với số lượng quân tham gia gấp đôi so với năm ngoái. Ông Kim cho biết quân đội phải năng động mở ra thời kỳ hoàng kim mới trong việc tăng cường chuẩn bị chiến tranh phù hợp với yêu cầu của tình hình hiện tại. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, quân đội của chúng ta nên tăng cường đều đặn các cuộc tập trận thực tế nhằm cải thiện nhanh chóng khả năng chiến đấu để chuẩn bị chiến tranh hoàn hảo, KCNA dẫn lời ông Kim nói với quân đội. KCNA không đề cập đến việc liệu ông Kim có trực tiếp đề cập đến cuộc tập trận của quân đội Mỹ và Hàn Quốc hay không. Ông đã thị sát quân đội tiến hành diễn tập thực tế trong điều kiện mô phỏng chiến tranh thực tế, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết.